Chuyến xe giúp người khuyết tật hòa nhập cuộc sống. Thích thú những quả bóng bay khổng lồ nhiều hình dạng tại lễ hội diễu hành của Macy. Hồng Kông, Trung Quốc xây dựng hàng loạt căn hộ siêu nhỏ chỉ khoảng 24 m². Nghệ sĩ Colombia biểu diễn tuyên truyền ngày quốc tế không bạo lực đối với phụ nữ. Ứng dụng bí mật giúp ích cho các nạn nhân bị bạo hành. Nghệ thuật từ những chiếc lốp xe. Hello hello, xin chào 500 anh em đang hóng hớt trước màn hình của chương trình Bất Ngờ Chưa trên kênh Thế Giới Đâu Đây. Vâng anh em thân mến, trong mỗi chương trình thì chúng tôi sẽ luôn gửi tới anh em những thông tin, sự kiện kỳ lạ, vô cùng thú vị, những câu chuyện tưởng như không bao giờ xảy ra, thế nhưng lại có thật đó nha. Và hãy cùng chúng tôi đón xem trong chương trình ngày hôm nay để xem những thông tin thú vị như thế nào sẽ được gửi tới anh em nhé. Còn bây giờ, xin mời anh em sẽ cùng đến với nội dung chi tiết của chương trình ngày hôm nay. Chuyến xe giúp người khuyết tật hòa nhập cuộc sống. Joya Moore là một bệnh nhân bị bệnh đa xơ cứng vào năm 2006. Vì chứng bệnh của mình mà Joya Moore bị hạn chế khả năng thực hiện các công việc sinh hoạt hàng ngày. Chính vì vậy, anh đã suy nghĩ ra cách để tạo điều kiện thuận lợi cho những người như mình có thể di chuyển trên khắp quê hương Cairo, Ai Cập. Công ty mới của Joya Moore có tên là Rati, tiếng Ả Rập có nghĩa là sự thoải mái của tôi, được thành lập vào năm 2019, đã mang đến cơ hội cho những người khuyết tật có thể tự túc di chuyển mà không cần nhiều sự trợ giúp. Mọi sự khó khăn được Joya Moore rút ra khi trước đây anh chủ yếu dựa vào sự giúp đỡ của gia đình và bạn bè để làm những công việc lặt vặt vì thiếu các hỗ trợ từ cơ sở hạ tầng được thiết lập để giúp đỡ những người như anh ấy ở Ai Cập. Còn bây giờ anh ấy hiện đang di chuyển bằng xe lăn. Chỉ cần một cuộc điện thoại trước 24 giờ, công ty mới của Joya Moore sẽ mang tất cả những gì cần thiết để đặt một chuyến đi trong khoảng thời gian khách hàng lựa chọn. Đến nay thì công ty đã có 2 phương tiện được thiết kế giúp lắp xe lăn một cách an toàn. Joya Moore nói, chúng tôi hiện có 2 phương tiện giao thông và một xe buýt nhỏ, có thể chở tối đa 20 người ngồi trên xe lăn. Mục tiêu và tầm nhìn của chúng tôi là để người khuyết tật có một cuộc sống bình thường, không phải là gánh nặng cho bất kỳ ai, mà thay vào đó trở nên có ích và thậm chí có thể làm việc với chúng tôi trong công ty, bởi vì không ai hiểu rõ những dịch vụ này của chúng tôi hơn họ. Joya Moore và người đồng sáng lập Khalid Nasser đang làm việc trên một chiếc xe buýt nhỏ, có thể vận chuyển tối đa 20 hành khách trên xe lăn cùng một lúc. Thích thú những quả bóng bay khổng lồ nhiều hình dạng tại lễ hội diễu hành của Macy. Những quả bóng bay lớn đầy màu sắc và các hình dạng khác nhau đã được thổi lên vào đêm trước của lễ diễu hành ngày lễ tạ ơn Macy lần thứ 95 được tổ chức hàng năm. Đây là cuộc diễu hành lễ tạ ơn lâu đời thứ hai ở Mỹ và cũng là dịp để người Mỹ sum họp gia đình, quây quần ăn tối. Diễu hành lễ tạ ơn do cửa hàng bán lẻ Macy tổ chức bắt đầu từ năm 1924 do những nhân viên của Macy là những người nhập cư thế hệ đầu tiên ở Mỹ muốn tổ chức lễ tạ ơn theo phong cách châu Âu. Trong âm nhạc sôi động, hàng chục quả bóng bay khổng lồ với hình dáng nhiều nhân vật hoạt hình đủ màu sắc bay lơ lửng qua khắp các đại lộ, thu hút không chỉ các em nhỏ mà còn đông đảo người lớn đến chiêm ngưỡng. Năm nay, người hâm mộ yêu thích về bóng bay mới Grogu, một nhân vật trong chiến tranh giữa các vì sao, thường được biết đến với cái tên Baby Yoda, cũng đã tham gia phi hành gia Snoopy và Baba Smurf. Đặc biệt, rất nhiều trẻ em đang mong đợi sẽ được ngắm nhìn bóng bay siêu to khổng lồ Grogu. Các công nhân đã thổi phồng từng quả bóng bay lớn bằng khí heli một cách bài bản. Họ thực hiện công việc của mình dưới những tấm lưới được bao cát đè lên để giữ cho những quả bóng bay không bị bay đi. Hồng Kông, Trung Quốc xây dựng hàng loạt căn hộ siêu nhỏ chỉ khoảng 24 m². Sự thu hẹp của các căn hộ ở Hồng Kông, Trung Quốc đã xuống tới mức rất thấp, với một số căn nhỏ tới mức chỉ bằng kích cỡ của 2 chiếc giường lớn. Được biết, nhà phát triển bất động sản hàng đầu của thành phố này là Sun Hung Kai Property đang xây dựng hàng loạt căn hộ nhỏ xíu tại khu vực quận Tây Cống ở New Territory. Một tài liệu được chính quyền thành phố này công bố cho biết, trong số 5.400 căn hộ mới được công ty trên xây dựng, có 2 căn chỉ rộng 8.2 m² và hơn 200 căn có kích thước như một ô đổ xe là 12.1 m². Phần lớn các căn hộ là 26.3 m². Gần đây, không gian sống chật chội và giá nhà leo thang đã trở thành vấn đề nổi cộm. Các quan chức hàng đầu Trung Quốc đã kêu gọi chính quyền địa phương làm thêm nhiều căn nhà có giá cả chấp nhận được cho người dân trong năm nay. Tuy nhiên, khi giá cả vẫn ngoài tầm với, thì các căn hộ nano với diện tích dưới 24 m² vẫn tiếp tục thu hút người mua có ngân sách hạn chế.
Một báo cáo công bố hồi tháng 1 của Liber Research Community trong thời gian từ 2010 tới 2019 có tổng số 8.550 căn hộ nano đã được bán. Trong số này, 85% không có phòng ngủ riêng, 70% không có cửa sổ trong phòng tắm và hầu hết có bếp mở. Nghệ sĩ Colombia biểu diễn tuyên truyền Ngày Quốc tế không bạo lực đối với phụ nữ. Mới đây, các nghệ sĩ biểu diễn ở Mỹ Latin đã cùng nhau biểu đạt nghệ thuật đa văn hóa để lên tiếng chống lại bạo lực trong khu vực. Một cuộc triển lãm ở Bogota có tên Ovario Covario với các hình ảnh đại diện cho bộ phận dễ bị xâm hại của các giới, một cách đầy nghệ thuật cũng như âm nhạc đi kèm. Thông qua đó, họ muốn gửi thông điệp về Ngày Quốc tế không bạo lực đối với phụ nữ. Ở đất nước này, chúng ta đang chìm đắm trong một cuộc chiến khủng khiếp, vĩnh viễn, phi nghĩa và bạo lực này. Và phụ nữ giống như chiến lợi phẩm của chiến tranh. Vì vậy, triển lãm này giống như một loại tiếng kêu cảnh tỉnh. Nó cũng là một sự an ủi theo một cách nào đó. Như thể nói rằng chúng tôi luôn tồn tại. Điều đó có nghĩa là chúng tôi không nhất thiết phải chịu sự lạm dụng để rồi cảm nhận nỗi đau đớn sâu thẳm đó. No necesariamente me tienen que violar a mí para que yo sienta ese dolor y esa cosa tan profundamente dolorosa. Nhạc sĩ người Colombia Andrea Echeverry và ban nhạc Ataki Obelado của cô đã khai mạc triển lãm này. Mỗi tác phẩm độc đáo nhất đại diện cho một nạn nhân của bạo lực giới ở Colombia. Theo thống kê từ Colombia, trung bình cứ 2 ngày lại có một phụ nữ bị sát hại và cuộc triển lãm này hy vọng sẽ đưa vấn đề nữ quyền trở thành tâm điểm. Ứng dụng bí mật giúp ích cho các nạn nhân bị bạo hành. Sherry Kudaku là chủ nhân đứng sau ứng dụng Victim Voice, một ứng dụng dựa trên web giúp nạn nhân ghi lại tài liệu một cách kín đáo và lưu trữ an toàn loại bằng chứng mà cơ quan thực thi pháp luật cần buộc tội và truy tố kẻ bạo hành hoặc nhận lệnh cấm. Chính những trải nghiệm thực tế của Sherry từng có mặt tại hệ thống tòa án đã phần nào truyền cảm hứng cho ứng dụng Victim Voice, vì cô ấy cũng chính là một người sống sót sau nhiều thập kỷ, từng bị lạm dụng khi còn nhỏ, bị tấn công tình dục và bạo lực gia đình. Bản điều khiển Victim Voice được nhập thông qua bất kỳ trình duyệt dựa trên web nào, có thể là trên điện thoại thông minh, máy tính bảng hoặc máy tính. Nạn nhân có thể xác định thời gian của sự lạm dụng mà họ phải chịu đựng và tải ảnh lên. Tuy nhiên, không thể tải video lên vì không phải lúc nào chúng cũng được chấp thuận trước tòa. Ứng dụng này sẽ bị ẩn khi thoát, không có bản ghi nào về nó trong thư mục lịch sử. Và ở trên cùng của ứng dụng là một nút thoát để tắt ứng dụng ngay lập tức và chuyển hướng trang đến báo cáo thời tiết địa phương. Victim Voice có sẵn thông qua các tổ chức vận động chính sách, nơi tạm trú và cơ quan thực thi pháp luật hoặc thông qua trang web Victim Voice. Tuy nhiên, bạo lực gia đình đã gia tăng đáng kể từ khi đại dịch xảy ra. Sherry báo cáo rằng việc sử dụng Victim Voice ở 6 bang đã tăng 3 con số trong năm ngoái. Nghệ thuật từ những chiếc lốp xe. Người nghệ sĩ đến từ Nigeria này đã biến những chiếc lốp xe cũ bị bỏ đi trở thành những tác phẩm nghệ thuật sống động và ấn tượng. Những chiếc lốp xe cũ hỏng đã trở thành nguyên liệu cho sức sáng tạo nghệ thuật của một nghệ sĩ sống tại thành phố Lagos, Nigeria. Lagos được biết đến với những resort đẹp bên bờ biển, những dịch vụ du lịch chất lượng và đời sống về đêm sôi động. Dù vậy, thành phố này cũng phải đối diện với những thách thức đến từ việc xử lý rác thải, trong đó có những chiếc lốp xe cũ hỏng, gây ảnh hưởng tới cảnh quan. Mặc dù những chiếc lốp xe này thường được các công ty tái chế thu nhặt về để làm dép và một số vật dụng khác, nhưng vẫn chưa thể xử lý hết. Điều này đã khiến anh Nikwacha Ernest suy nghĩ. Là một nghệ sĩ sinh sống ở Lagos, anh cảm thấy mình có trách nhiệm làm đẹp cho thành phố. Từ đó, Nikwacha Ernest đã quyết định biến những chiếc lốp xe cũ hỏng trở thành những tác phẩm sáng tạo, cụ thể là những tác phẩm tạo hình từ lốp xe. Việc tạo hình nghệ thuật từ những chiếc lốp xe cũ không phải là một việc dễ dàng, nhưng giờ đây Nikwacha Ernest đã thành thạo phương thức tạo hình cho các tác phẩm từ những chiếc lốp xe. Để thực hiện những tác phẩm này đòi hỏi rất nhiều thời gian, nhưng có thể nhìn thấy niềm đam mê trong từng tác phẩm của Nikwacha Ernest. Hy vọng rằng với những thông tin có trong chương trình ngày hôm nay, anh em đã có những phút giây giải trí thật là bổ ích nhé. Và đừng quên chia sẻ với chúng tôi những câu chuyện kỳ lạ, những sự thật thú vị mà anh em biết được ở bên dưới phần comment nhé. Còn nữa, hãy nhớ subscribe ngay kênh Thế Giới Đó Đây để đón xem những tin tức đặc biệt, nóng hổi, vô cùng thú vị và hấp dẫn mỗi ngày nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những chương trình tiếp theo của Bất Ngờ Chưa.